Xin chào anh em, vậy là cuối cùng thì cái phiên bản iOS mà chúng ta chờ đợi nhất từ trước đến nay, iOS 12 đã chính thức được Apple tung ra. Một cái phiên bản iOS thể hiện rõ nhất cái tâm và cái tầm của Apple khi mà Apple có hứa là những thiết bị iPhone, iPad cũ cũng sẽ chạy mượt iOS 12. Một cái sự hỗ trợ mà chúng ta không bao giờ có thể thấy được ở trên những thiết bị Android. Vậy thì thực hư của nó như thế nào? Có đúng là đây là một phiên bản iOS sẽ hồi sinh các thiết bị cũ hay không? Thì mình sẽ cùng em trải nghiệm trên một cái thiết bị nó xưa như trái đất, đó chính là chiếc iPad mini 2, để xem là máy sẽ chạy iOS 12 như thế nào. Và đường link những sản phẩm iPhone cũ sẽ có ngay phần mô tả video tại chuỗi hệ thống của 7S nếu như mình em hứng thú. Còn bây giờ sẽ là thời khắc của sự thật. Moment of truth. Đầu tiên anh em phải thắc mắc ngay là tại sao mình sử dụng iPad mini 2 mà không phải bất cứ một thiết bị iPhone, iPad nào khác. Thì mini 2 là một cái thiết bị nó xưa như trái đất rồi. Mini 2 mà còn chạy ổn thì mình nghĩ là những thiết bị iPhone khác chạy cũng sẽ khá là ok, bởi vì chúng ta có một cấu hình giống với iPhone 5S. Chúng ta có một cái màn hình độ phân giải rất lớn, 2048x1356. Có thể nói là một cái phiên bản iPhone 5S nhưng mà mang một cái màn hình nó nặng nề hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với những thao tác vuốt chạm cơ bản, thì có thể nói là nó mượt hơn so với iOS 11 khá nhiều. Anh em nào mà có xem video của mình nhiều thì đều nhớ mình là một người có từng mua mini 2 và mình đã phải bán nó đi, bởi vì lên iOS 11 nó như kiểu là PowerPoint ấy, nó quá lag, quá chậm và quá giật. Và những cái thao tác vuốt chạm của mình từ nãy giờ anh em phải thấy là khá là ổn, khá là trơn tru và mượt mà. Đây, mình kéo lên kéo xuống này, vuốt qua vuốt lại giữa các trang, kéo notification này, vuốt lên này, hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng mà chúng ta đang có ở trên những cái thiết bị iPad bây giờ. Vậy thì còn những cam kết của Apple thì sao? Chúng ta có một cam kết, thứ nhất là mở ứng dụng nhanh hơn 40%. Thì ở đây mình sẽ thử mở một ứng dụng cơ bản như là YouTube để cho anh em xem cái thời gian loading nó như thế nào. Ok, cũng khá là nhanh. Vậy thì cái cam kết thứ hai của Apple là cái khi mà chúng ta gõ chạm thì nó sẽ kéo keyboard nhanh hơn 50%. Đây, mình sẽ bấm vào search này, đó, khá là nhanh. Thử lại một lần nữa, đó, em mình sẽ thử gõ anh em TV này. Tốc độ load trang, tốc độ phản hồi có thể nói là khá ổn. Đó. Vậy thì còn một cam kết thứ ba, đấy là ứng dụng camera sẽ mở nhanh hơn đến 70%, đặc biệt là khi chúng ta mở từ màn hình khóa, ví dụ như thế này. Kéo sang. Đó, nó nhanh hơn rất rất nhiều và đúng như cam kết của Apple. Kéo sang một lần nữa này. Chúng ta vẫn có thể thấy được một cái sự giật lag nó nhẹ nhẹ ở đây. Thì điều này cũng không thể tránh được vì đây là một trong những cái thiết bị có thể nói là mang một cấu hình từ thời tiền sử rồi, quá quá lâu rồi. Và chúng ta sẽ thử cùng nhau xem cái tốc độ chụp hình trên iOS 12 nó sẽ như thế nào. Mình sẽ chuyển qua camera trước này. Boom, 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 boom. Wow. Wow. Tốc độ chụp hình và lưu hình cũng rất là nhanh. Vậy thì còn những cái tính năng mới ở trên chiếc iPad mini 2 này thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta vẫn sẽ thấy là sẽ có những cái độ khựng nhất định, nhưng mà mình có thể cam đoan với anh em rằng nó đã nhanh hơn iOS 11 là cực kỳ nhiều. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng mới được cam kết hỗ trợ cho dòng iPad, như là một cái màn hình ghi âm mới này. Chúng ta sẽ có thêm thời gian sử dụng này, chính là cái tính năng screen time. Chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng đa nhiệm mới. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng hiện đang là mới nhất trên các thiết bị iPhone cũng như là iPad chạy iOS 12. Một trong những cái sự update hỗ trợ phải nói là cực kỳ tốt đến từ Apple. Và mình sẽ làm một cái bài test cuối cùng là mình sẽ mở lần lượt tất cả những ứng dụng này cho anh em xem cái thời gian loading những cái ứng dụng cơ bản nó như thế nào. FaceTime này, mất khoảng chừng 2-3 giây. Tin nhắn này cũng tương tự như vậy. Lịch này, đó, danh bạ, bản đồ này. Những cái ứng dụng mà nó cần load nhanh như là những ứng dụng bản đồ này, chúng ta có thể thấy rõ được là cái hạn chế của con chiếc Apple A7 nó như thế nào. Đây, mình sẽ zoom lên zoom qua này. Đó, nhìn chung cũng vẫn rất là ổn đấy chứ, mình cũng không có quá nhiều phàn nàn với một thiết bị đã đến mấy năm tuổi đời như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm một số những tính năng chia đôi màn hình để xem sao. Rất tuyệt vời cho một cái thiết bị iPad đã có mấy năm tuổi đời như thế này mà chúng ta vẫn có những cái tính năng mới, vẫn có thể hoạt động được khá là ổn, khá là ổn định. Đó. Còn đấy là về iPad mini 2, giờ mình sẽ trải nghiệm rất là nhanh trên chiếc iPhone 6 để xem là lên iOS 12 nó sẽ như thế nào. Đây, mình sẽ vuốt qua vuốt lại cho anh em nhìn này. À, lên xuống, stack note này, các thứ rất là nhiều những cái tính năng mới. Nhưng mà có thể nói là nó đã khiến cho chiếc iPhone 6 này hồi sinh thật sự. Rất là nhanh, mở camera các kiểu. Đây, mình sẽ thử khởi động một số những cái ứng dụng nhanh như YouTube này. Thời gian loading nó cũng có chậm nhưng mà mình nghĩ là đã cải thiện hơn rất nhiều.
Rồi, vậy là sơ qua mình đã trải nghiệm rất là nhanh cho anh em xem iOS 12 trên những thiết bị cũ như là chiếc iPad mini 2 đã có tuổi đời cách đây ra mắt cực kỳ lâu rồi, và còn chiếc Apple A7 11GB RAM. Thì mình có thể khẳng định rằng đúng là Apple đã tuyên bố chính xác iOS 12 có gia tăng được rất nhiều về mặt hiệu năng cho những thiết bị iPhone, iPad cũ. Ví dụ như chiếc iPad mini 2 này, với tốc độ mở app này, với những cái thao tác di chuyển nó đều có thể coi là mượt mà hơn so với iOS 11 là cực kỳ nhiều. Đây có thể coi là một cái phiên bản, một cái lời xin lỗi của Apple sau cái phiên bản iOS 11 đã quá chậm so với phiên bản iOS 11 mà thậm chí đã từng có phốt là giới hạn cái hiệu năng CPU của người dùng để cho chúng ta một cái thiết bị nó chậm giật lag không thể chấp nhận nổi. Thì đây có thể coi là một lời xin lỗi rất là chân thành đến từ Apple. Và một lần nữa, đối với mình thì những anh em nào đang sử dụng những thiết bị iPhone cũ thì chúng ta nên update đến iOS 12 ngay bây giờ, thì nó thực sự mượt hơn so với iOS 11 là cực kỳ nhiều. Và anh em nào hứng thú với giá bán của những thiết bị iPhone, iPad cũ cũng đừng quên truy cập ngay đường link mua hàng. Mình sẽ để phần mô tả video tại chuỗi hệ thống của Cellphone.net. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau. Anh em ơi!